Những tai nạn nghề nghiệp của nghệ sĩ khi đi làm. Minh Tú khóc và trải qua nhiều cảm xúc tiêu cực. Mà để chia sẻ với các bạn là Minh Tú gặp một tai nạn trong lúc mà Minh Tú quay một cái game show thì bị cái flycam nó chém trúng tầm của Minh Tú. Đối với mình lúc đó không biết tương lai mình sau á, mình khóc rất là nhiều. Nó cũng là một cái đoạn kéo dây bay lên. Lúc đó anh ta nghĩ là thôi là mình buông tay cho nó tát cái đùng cái đi. Thì ở dưới thì mọi người lại đẩy những cái tảng đá vào, nhưng mọi người quên là những cái tảng đá nó được hàn bằng những cái thanh sắt. Lần mặt hai Lê Hải té gãy hai cọng xương sườn, có cái cảnh mà Lê Hải té trước cái đầu xe tải mà xe tải nó thắng không kịp mà nó đi luôn, thì bây giờ Lê Hải như thế nào đây? Lúc đó tự nhiên mình sợ khủng khiếp luôn. Để có những khoảnh khắc hết mình trên sân khấu hoặc màn ảnh cho mọi người xem không phải là chuyện đơn giản, bởi vì cũng có rất nhiều tai nạn nghề nghiệp khiến nhiều người chỉ nghe thôi đã thấy sợ. Như Minh Tú khi xuất hiện ở một chương trình truyền hình đã để lộ một miếng gạt ở phần cằm khiến nhiều người lo lắng. Sau khi nhận được nhiều lời hỏi thăm đến từ người hâm mộ thì Minh Tú đã nhanh chóng lên tiếng để mọi người yên tâm hơn. Vết thương này có khi cô tham gia một game show vô tình bị chiếc flycam quật trúng cằm. Khoảnh khắc sự việc xảy ra cô cũng khá là hoảng loạn và chỉ biết ôm cằm lại mà thôi. Nhưng máu vẫn ướt hết tờ giấy này đến tờ giấy khác. Vì là người làm trong showbiz nên lúc đó cô đã khóc rất nhiều vì không biết là tương lai như thế nào, do gương mặt rất quan trọng. Cô đã phải may tổng cộng hơn mười mấy mũi kim. Dù đã đối diện với rất nhiều cảm xúc tiêu cực nhưng may mắn là với sự động viên của bạn bè và đồng nghiệp nên cô đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng và quay lại công việc. Không chỉ Minh Tú, trước đó Đình Toàn cũng từng khiến nhiều người không khỏi xót xa khi kể chuyện mình đóng vai Tài Thiên trong vở kịch Ngày Xưa Ngày Xưa. Ở đoạn bay trên không, đột nhiên dây bị kẹt khiến cho anh bị treo lơ lửng lại, không xuống được mà cũng không lên cao được nữa, mà càng dừng lại sẽ càng đau khiến Đình Toàn chỉ có thể tháo dây để rơi xuống dù đang cách mặt đất đến tận 3 mét. Để hỗ trợ, những người bạn diễn đã giúp anh bằng cách đẩy những tảng đá giả vào để giúp cho khoảng cách của anh và nơi rơi xuống được thu hẹp lại. Chỉ có điều là mọi người vì quá vội nên đã quên mất rằng những tảng đá này được làm từ những thanh sắt, chính vì vậy mà khi rơi xuống rất đau. Dù vậy, Đình Toàn vẫn thực hiện trọn vẹn phần biểu diễn đến khi màn sân khấu đóng lại, thậm chí là sau khi vào, dù quần áo bị rách cũng như chảy xước rất nhiều nhưng sau đó vẫn thay đồ và ra diễn bình thường. Hai nghệ sĩ Thành Lộc cũng từng gặp tai nạn khi biểu diễn vai sói ghẻ trong vở Ngày Xưa Ngày Xưa. Thay vì sử dụng diễn viên đóng thế thì nam nghệ sĩ đã tự bay lên với một sợi dây nhưng lại không may tuột tay và gãy dập 3 đốt xương cột sống cùng nhiều vị trí khác. Mãi đến sau này nhìn thấy bộ trang phục ấy, nghệ sĩ Thành Lộc vẫn cảm thấy vô cùng ám ảnh. Tôi bị đứt cái dây từ trên cao, tôi rớt xuống đất và tôi bị chấn thương cột sống. Cho nên cái lúc mà ở trong cái phim này mà rút tôi lên cao là tôi sợ xanh hết cái bề mặt luôn, tôi sợ lắm. Hay như Lý Hải, trong chính bộ phim của mình cũng từng gặp phải tai nạn khi diễn cảnh hành động nhiệt đến nổi gãy 2 cọng xương sườn và phải nằm viện. Đến sau đó, anh vẫn còn ám ảnh nên mỗi khi lái xe trên đường, tay vẫn bị cứng. Ông xã Minh Hà cho biết rằng một khoảng thời gian sau khi bị tai nạn, vẫn nằm mơ mình đang lái xe rồi té ngã, mở mắt ra thấy cái đầu xe tải ngay trước mặt mình. Bây giờ Lý Hải sợ lái xe máy mà còn phải chạy rất chậm đi sát vào lề đường. Chính vì thế mà anh cũng rất cẩn thận ở những cảnh phim nguy hiểm trong những lần về sau. Có thể thấy, để có được những khoảnh khắc lên hình hoặc những sản phẩm chất lượng các nghệ sĩ đã lăn xả cũng như đôi khi gặp những tai nạn nghề nghiệp. Còn bạn, bạn thấy sao về điều này? Hãy để lại bình luận cho Gian biết với nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!